quá, tại vì bây giờ còn tới 6 câu đúng không? 6 7 câu gì đó. 5 câu thôi. Ờ, mà em cũng không tự tin vào cái kiến thức nguyên nhân thông của em lắm. Thấy chưa? Nãy giờ bạn trả lời được bao nhiêu câu nãy giờ? Nãy giờ em trả lời được 2 câu. 2 câu. 2 câu vậy là ngon rồi. Hồi nãy hãy nhớ là nghe lời của gợi ý của chúng tôi. Anh ví dụ mà em lỡ mà em sắp cắt vô cái dây mà nó đúng á, tán đầu em cái nha. Chứ anh đừng nhắc nữa. Anh lấy cái kìm anh đập vô đầu đó. Có vụ đó nữa. Nào xin mời bạn. Xin mời quả cầu bí ẩn thứ tư. Đây là bé 4. Đeo kính vào nào. Nôn. Nôn cắt chứ. Nôn quá. Không, hiểu. Cảm giác chàng trai này thấy hai cô gái mình đã cắt. Sao kỳ quá. Thiệt á. Nôn ra chứng minh liền. Áp lực tùm lum. Kiến thức sâu rộng nên nôn. Cố lên bạn nhá. Xin mời ạ. Có muốn nghe lời cổ vũ của đội trưởng không? Cố lên. Anh có muốn em cổ vũ cho anh không? Cổ vũ đi em. Anh ơi về đây. Trời ơi. Có thể là người đàn ông của gia đình. Dạ anh. Bước lên phía trước. Mũi dây chạm vào viền. Rồi. Hít thở thật sâu. Rồi. Bốn đáp án. Xin mời. Bún ốc. Bún chả. Rồi. Bún thang. Bún đậu. Trời ơi. Bún nào không ở Hà Nội. Tại sao luôn? Không cho em câu này. Đồ ăn em giỏi lắm mà. Cái nào là bún đặc sản của Hà Nội? Món nào ăn chung mắm tôm? Ờ. Món nào cũng ở Hà Nội hết mà. Ủa vậy hả? Món nào là món nước, món nào là món không có nước? Ờ đúng rồi. Món nào Obama qua đây ăn chẳng hạn vậy? Ôi. Hả? Ừ, món nào Obama qua đây ăn? Đó, hợp lý. Bún nào mà Minh đã từng ăn? Bún chả đâu, nếu Obama là bún chả nha. Món nào mắc nhất? Món nào mắc nhất? Món nào mắc nhất? Bún đậu là mắc nhất. Phải không? Không, đúng rồi, nhưng mà bún đậu phải thêm thịt mới mắc, còn bún đậu không thì không mắc. Đúng không? Đúng rồi. Bún nào mà không có bún. Đó, em nghĩ bún ốc là mắc nhất. Sao vậy? Bún ốc nó mắc hơn đậu chứ. Thì bún đậu là rẻ nhất đó, vì tất cả các loại chỉ có bún đậu là chay thôi, còn lại toàn là thịt không mà. Trời ơi, căng thẳng quá. Bún thang có thang ở trong đó hay không? Chẳng hạn vậy. Cầm đầu kiến thức của em đó. Lê Ngọc biết bún thang không? Biết ạ. Dạ biết, em biết bún thang. Bún thang là một loại bún đến từ Hà Nội, xuất phát từ miền Bắc ạ. Có tất cả các loại gia vị như là trứng này, giò này, nấm này, gà này. Còn làm mắm tôm nữa. Nó có cái gì đặc biệt á, khác với bún? Hành dâm. Hành dâm là gì? Nghĩa là lá rau răm á. Anh biết rau răm á. Anh biết răm chứ không phải là dâm. Ok. Rau răm. Hành dâm. Em biết rồi. Hành dâm là cái hành xong mình băm. Rau răm á. Rau răm á. Sao mà kêu rau răm thì mà kêu hành dâm? Rau răm. Ờ nhưng mà Hà Nội á, tiếng là rau răm. À. Đã có những gợi ý rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi, xin mời. Nhà văn Thạch Lam đã viết về món ăn nào qua câu thơ ngàn năm bửu vực đất Thăng Long là đây có phải không? Một phút bắt đầu. Em nghĩ là em sẽ cắt cái bún đậu. Hãy nhớ nha, mình coi câu thơ kìa. Ngàn năm bửu vực đất Thăng Long. Tức là món ăn này rất là lâu rồi. Tại sao bạn lại chọn bún đậu ạ? Tại vì... ngàn năm bửu vực đất Thăng Long em nghĩ là một cái món ăn nó có liên quan. Đúng không? Bửu vực thì không thể là đồ chay được. Còn mình thấy dễ hơn bằng cách là mình ráp cái chữ đáp án vào ngay cái chấm ba chấm đó, mình sẽ biết đáp án luôn. Ngàn năm bửu vực đất Thăng Long. Thời gian tiếp tục. Mình cứ đọc lên. Em nghĩ là em sẽ cắt bún chả. Tại sao? Hãy không, em nghĩ là em cắt bún ốc đi. Hãy điền chữ đó vô và như thế nào? Rồi. Ngàn năm bửu vực đất Thăng Long. Bún ốc là đây có phải không? Ngàn năm bửu vực đất Thăng Long
than. Ngàn năm bủ vật Đức Thông Lăng. Thời gian tiếp tục. Ngàn năm bủ vật Đức Thông Lăng. Ngàn năm bủ vật Đức Thăng Long chả. Ngàn năm bủ vật Đức Thăng Long than. Hãy điền 2 triệu đó vô luôn. Em nghĩ là em cắt bún than. Ngàn năm bủ vật Đức Thông. Ngàn năm bủ vật Đức Thăng Long bún chả. Ờ nghe hợp lý hơn. Đúng, mình đọc thuận hơn đúng không? Ngàn năm bủ vật Đức Thăng Long bún chả là đây có phải không? Rõ ràng đáp án là nghe nó vần hơn anh. Thạch Lam đã viết về món bún chả. Có một ông đồ cuồng chữ ở nhà quê, một hôm khăn gói lên Hà Nội, khi ngửi thấy mùi khói chả đã ứng khẩu đọc hai câu thơ: ngàn năm bủ vật Đức Thăng Long bún chả là đây có phải không? Đó, vâng là dấu hỏi. Rõ ràng, tuyệt vời. Xin mời bạn lùi xuống ạ. Chúc mừng bạn đã giải mã thành công quả cầu. À, nhưng hãy xem, có điều kỳ lạ ở quả cầu này. Có một món quà chủ nhân dành tặng cho bạn. Xin mời bạn lấy. Wow, cái gì đây? Cái gì vậy? Thư gửi. Trời, giữ thần chưa? Nhưng mà tiên đế để lại cho con cháu vậy đó anh. Trời ngôi. Rồi. Đọc lớn lên nè. Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu giết. Phụng Thiên thừa nhận. Quyền lợi đặc biệt. Bạn sẽ được biết một đáp án sai, nghĩa là một sợi dây cần phải cắt ở câu hỏi tiếp theo. Wow, được đó. Quyền lợi này bạn được quyền giữ lại, tiết kiệm hoặc là sử dụng luôn câu sau. Suy nghĩ kỹ. Sao? Xài luôn đi hả? Nếu mà bạn giữ lại mà bạn chẳng may mà thất bại là bạn mất luôn quyền lợi đó, không được truyền lại. Thôi, xài luôn đi. Như vậy là xài quyền lợi ở câu hỏi kế tiếp. Nhưng trước tiên hãy chào tạm biệt quả cầu thứ tư. Quả cầu bí ẩn kế tiếp. Đây là câu hỏi về trực quan. Và sau đây sẽ là đáp án của quả cầu này. Đáp án xin mời. 4.000 đồng. 4.000 đồng. 4.500. 4.500. 5.000 đồng. 5.500 đồng. 6.000 đồng. Nào gì trời, cái gì liên quan trên này mà tiền bạc gì đây? Có ai đang rớt 5.000 đồng hay không? Cái này chắc phải về tính toán nè. Con số này tính toán. Tính nhanh nha chị. Xin mời bạn về vị trí này. Một lát nữa đây mình sẽ biết tại sao nó lại có những con số như thế này. Và xin mời phần trực quan. Hai một trái cây không? Một trái cây không cô? Cho ăn thử không cô? À cho ăn thử hả? Dạ. Rồi chưa ruột, chưa mở hàng. Hỏi giá coi mấy quả như thế nào. Mãi vô, ai mua? Cô ơi, con muốn mua trái cây. À, con muốn mua trái cây hả? Dạ. Rồi, con muốn mua trái cây. Thì bây giờ cô bán một quả lê và một quả táo. Là hai trái là 16 ngàn. Con muốn mua quả nào? Dạ, con muốn mua quả táo. Bây giờ quả táo thì nó rẻ hơn quả lê 5 ngàn. Đâu, bây giờ con tính coi quả táo là bao nhiêu. Nếu con tính được á thì cô bán cho con. Còn nếu cô tính không được là con không có bán cho con á. Các cô chú ơi, giúp con tính quả cáo với. Quả cáo. Quả cáo. Cảm ơn ạ. Ngay ở câu hỏi này thì tôi sẽ loại bỏ một đáp án. Câu hỏi như sau. Bé mua một quả táo và một quả lê mất 16 ngàn. Quả lê đắt hơn quả táo 5 ngàn. Vậy giá của một quả táo là bao nhiêu? Một phút bắt đầu. À, cái gì chỉ liên quan tới tính toán là em biết luôn. Năm táo cộng lê là 16. Xong rồi táo trừ lê là 5. Cắt dây đỏ nha.
tại sao lại chọn 5.000 ạ? Cái này mình phải tính bằng công thức á anh Huy. À, vậy là ra đáp án rồi đúng không? Tính ra đáp án rồi phải không? Em tính ra rồi mà biết đúng không thôi. Rồi, thời gian tiếp tục. 4.500. Ủa, cộng dây vàng đâu rồi? Vàng là cái đúng rồi. Cái này đúng không? Thời gian tiếp tục. 16. Rất dễ nha. Cái này mình nếu mà mình suy nghĩ xíu là sao ta? 16 trừ 5 là 11. 11 chia. Xin mời. Chia 2. Hãy tự tin với đáp án của mình, bởi vì bạn đã tính ra rồi. Tính như thế nào? À, em nhớ thôi, em nhớ hơi thôi, xong cái vận dụng thôi, nhưng mà nó cũng hên là nó đúng á. Là sao? Là táo cộng lê bằng 16. Xong rồi táo nhỏ hơn lê 5 thì là táo trừ lê bằng 5. Xong rồi mình mở ngoặc ra, mình lấy 16 mình trừ cho 5, mình đóng ngoặc lại, xong mình chia 2. Rồi 16 trừ 5 là 11, chia 2 là 5.5. Wow. Ủa vậy là phải có 2 trái lê. Nếu 2 trái lê còn thì một trái lê thôi, một trái lê. Có một trái lê à. Đây là dạng toán tổng hiệu của lớp 4. Đó. Và chúc mừng bạn giải mã thành công quả cầu bí ẩn tiếp theo. Nhiều người sẽ bị lầm tưởng là số 4. Đúng rồi. Huy nghĩ là rất nhiều người sẽ bị lầm là con số 4.000. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì thấy nó là 16.000 là số chẵn. Đúng rồi. 5.000 là số chẵn. Như vậy thì nó dễ quá. Thì đó. Em nghĩ nó nằm ở cái con số lẻ lẻ để cho người ta khó tính đó. Đó. Mức bình tĩnh là cắt vô cái 5.500 liền. Dạ. Yeah. Và bây giờ bạn đã thành công ở quả cầu này rồi, cảm giác câu hỏi có khó dần lên chưa? Khó rồi đó anh, khó rồi mà. Bạn tính toán rất là nhanh nha. Dạ. Kiến thức này là mình vận dụng ở đâu thường xuyên? Vận dụng lắm luôn, vận dụng từ ở trong cái tiềm thức của em á. Lâu lâu trổ ra. Cái tiềm thức mà hồi em còn bé đó. Là quay ngược về quá khứ. Đúng rồi. Trời ơi. Đội trưởng, hồi nãy Xuân Nghi tính ra đáp án này không? Dạ ra. Tại vì lúc ban đầu số 4 là loại rồi. Tại vì 16 trừ 4 là còn 12. Mà 12 hơn 4 tới 8 là không thể nào mà là 5 được. Cho nên là em tính một hồi là em nghĩ là nếu mà cái số chẵn 4 với 5 này kia thì người ta không đố làm gì đâu. Nên sẽ loại trừ. Còn lại 5.5 thì mình thấy 16 mà trừ 5.5 thì còn 10.5. Mà 10.5 trừ 5.5 thì còn là lại 5. Thì nó hợp lý. Hay quá, phương pháp loại trừ. Vậy là chị không có được. Ủa sao em tính ra thành 2 trái lê ta? Hồi đó em ở một cái biên độ khác rồi đó. Em thi đầu đúng luôn á Lộc. Em còn không phải đâu anh. Lớp 4 hai trái lê đó. Trái lê ngang 5.500, 5.500 cộng 5.500 là 11.000. 11.000 cộng với lại cái số nhỏ hơn là 5, nhỏ hơn 5 đúng không, là mới ra 16. Là phải có 2 trái lê. Ở đâu em có 5.500 sẵn mà em cộng? Ở bé tính vậy ta? Ở đâu có 5.500 sẵn? Con bé trứng của bà bán hàng. Em đi tìm đâu, em tìm số 5.500 mà. Là ví dụ mình lấy 16 mình trừ cho 5.000 là trừ trái táo đúng không? Trái lê mắc hơn trái táo gì? Mắc hơn trái táo 5.000, lấy 16 trừ 5 là còn 11 gì? 11 là thí dụ mình phải chia đôi ra, 11 chia 2 là lần 5.5 là phải ra 2 trái lê. Sao 2 trái lê được? Thì con số 5.500 đó em vừa mới trừ lấy từ đâu ra? 5.500 đó đâu ra? Trái lê là 10.500. Hay là, hay là do em biết đáp án rồi, các anh em mới tính cái đường đó. Con bé nó có 5.500 trong túi. Em có 5.500 trong bé có điều kiện. Muốn mua gì mua, không quan tâm cuộc sống hay sao. Quả cầu bây giờ kế tiếp xin mời. Hoài luôn á, hoài luôn á. Bạn đã vượt qua được quả cầu thứ 5 và đây là quả cầu thứ 6. Cũng như vậy thôi, bây giờ quay trở lại ngược lại cấp độ 2, mình sẽ là 5 đáp án mà không có sự hỗ trợ nữa. Xin mời 5 đáp án. 21, 23 giờ. 23, 1 giờ. 1 giờ đến 3 giờ. 3 giờ đến 5 giờ. 5 giờ đến 7 giờ. Cái gì vậy trời ơi? Em nghĩ là cái giờ mà cái số lượng giờ người ta ngủ trưa.
Không, có thể là dụ như tí, giờ sủ, giờ ngọ, giờ mẹo, giờ thình đó. Từ 21 giờ đến 23 giờ. Đó, 23 à, giờ tới 1 giờ. Chức năng của cơ thể như thế nào, chẳng hạn như chức năng từ giờ đó là chức năng của cái bộ phận nào. Sao mọi người không nghĩ một câu hỏi đơn giản hơn? Là giờ tí, giờ thân, giờ thân. Đúng rồi. Còn khó hơn, em nghĩ cái giờ ngọ là 12 giờ trưa nha Minh. Ngọ là 12 giờ trưa. Em nghĩ một câu hỏi đơn giản lắm. Giờ nào dậy đi học? Ngọ là 12 giờ trưa, tí sự. Tí là 1 với 3. Tí sửu dừng mẹo thịnh tiện ngọ mùi. Anh tao ngọ là 12 giờ trưa đúng không? 2 tiếng là 12 tiếng là 1 giờ á. Tí là 1 với 3. Như sau 3 tới 5. Theo cách tính giờ xưa, giờ dần tương ứng với thời gian nào 1 phút bắt đầu? Thấy chưa? Giờ dần hả? 5 đến 7 giờ. Mình loại trừ nha. Mình theo thứ tự con giáp, mình tính xem. Con giáp, tí sửu dần mẹo gì đó, ABCD. Rồi mình sẽ có khung giờ quen thuộc. Em mình sẽ lấy mốc cắt giờ ngọ. Em sẽ cắt dây. Cắt đi nhanh. Dần. Cắt trước đi, cắt trước. Cắt dây đỏ nha, cắt dây đỏ nha. Cắt. Ba mươi tám giây bắt đầu. Em nghĩ là em sẽ cắt xanh lá. À đúng rồi anh. Nữa nè. Đúng vậy. 12 giờ đến 1 đúng không? Không, 2 tiếng đồng hồ. 23 giờ đến 1, 1 giờ đến 3, 3 giờ đến 5. 23 giờ ủa tính từ 23 giờ tới 1 hả? Thật chứ không phải từ 1 giờ tới 3 hả? Đúng rồi. Là giờ tí bắt đầu lúc 23 giờ. À trời, em nhầm giờ tí bắt đầu lúc 1 giờ cơ. Đó. Nghĩ là giờ bắt đầu lúc 1 giờ. 23 giờ. Sửu dần. Đây. Từ xa xưa, các bậc tiền nhân không dùng phương pháp tính thời gian theo múi giờ GMT cộng 7 như hiện nay, mà sẽ tính giờ theo một ngày dựa vào 12 con giáp. Được giải thích là có liên quan tới tập tính của các con vật. Tí 23 giờ tới 1 giờ. Trời ơi. Lúc chuột đang hoạt động mạnh nhất. Sửu 1 giờ đến 3 giờ lúc trâu chuẩn bị đi cày. Dần 3 giờ đến 5 giờ lúc hổ hung hãn nhất. Mão 5 giờ đến 7 giờ lúc trăng còn sáng. Mắt thỏ ngọc mèo sẽ sáng lên. Và thìn 7 tới 9 giờ lúc đàn rồng quay mưa, quần long hành vũ. Trời ơi, cái câu này phải hỏi những cái câu này dễ nhầm lẫn thiệt á. Những cái người về mấy cái tâm linh á. Gì gọi là thầy phong thủy, thủy á. Thầy phong thủy biết được cái này. Đó, cấp 2 mà cấp câu 2. 6 phải là như vậy. Nhưng mà em dở ha, còn tới 3 giây mà em cắt trúng cái dây. Thôi, về với lại những người đang đợi bạn kia, Lê Lộc.